Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với buổi học tiếp theo trong khóa học bóc khối lượng và lập dự toán công trình, học thực tế ứng dụng nhanh cùng Gizento. Xin tự giới thiệu, tôi là Đặng Thị Hải Yến, là giảng viên của Học viện Gizento. Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bóc khối lượng của công tác đào đất. Để bóc được khối lượng của công tác đào đất, các bạn mở lại cho tôi phần bản vẽ lên. Tìm cho tôi xuống bản vẽ phần móng. Đây, bản vẽ phần thành này. Mặt bằng định vị vách tầng hầm công trình, mặt bằng định vị móng, vị trí của móng đây. Nhà này người ta đang có cái hầm, vậy thì bây giờ đào móng, tôi sẽ phải đào hầm này và đào móng, đúng không? Đây, vị trí hầm đây. Đào để là thi công phần hầm. Thi công phần hầm này, cốt 00 này. Cốt 00 này là cốt của tầng 1, cốt của sàn 1 này. Và đến cốt âm này, âm 3,7 này là cốt của tầng hầm. Vậy thì tôi sẽ phải đào hầm này, tôi xem là cốt sân là bao nhiêu. Trong cái bài học ngày hôm trước khi nói về cái công tác ép cọc, tôi đã xem cái phần cốt sân nó là âm 0,45. Vậy thì bây giờ ở đây, cái phần móng này tôi đang phải đào sâu là bao nhiêu nhỉ? 3,7 trừ đi 0,45 là bao nhiêu? Tôi xem nào. Tôi sẽ lấy máy tính nha, tôi tính thử xem nó là bao nhiêu. 3,7 này trừ đi 0,45 bằng 3,25. Vậy thì tôi sẽ phải đào hầm sâu 3,25m này. Và tôi xem cái phần móng nó sâu bao nhiêu. Phần móng thì phải đào những phần nào? Đây, phần móng đây, tôi lại kéo lên mặt bằng định vị móng. Nhìn vào cái móng này, tôi biết là tôi sẽ phải đào những cái phần đài móng này và những cái phần dòng móng này. Đó. Và cái móng, khi mà nói đến công tác ép cọc, tôi cũng nói là khi mà đào móng thì sẽ phải đào vát nó đi. Đấy, bởi vì là cái nhà này người ta có hầm nên phải đào cái vát nó đi. Và đây nó là một cái khu đất trống. Thay vì chúng ta sẽ phải sử dụng các cái cọc vây thì chúng ta sẽ đào vát nó. Vậy thì tôi sẽ bắt tay đi vào bóc khối lượng nhá. Ở đây nữa này, cái vị trí này là vị trí ram dốc. Thì khi đào thì người ta sẽ đào chéo nó đi. Đây, cái phần ram dốc này. Tôi vào phần kiến trúc cho các bạn xem nhá. Tôi vào bản vẽ kiến trúc này. Cái vị trí ram dốc. Các bạn, vị trí ram dốc đó các bạn cũng được nhìn rất là nhiều rồi. Ở trong những cái nhà chung cư ấy, người ta đều có sử dụng hầm để đi xuống cái hầm để xe, thì người ta sẽ đều phải sử dụng cái ram dốc. Đây, cái ram dốc đây. Đây là tầng 1 này. Tôi sẽ đi lên đây. Đây chính là cái vị trí của cái ram dốc này. Bên trên cái ram dốc này, người ta sẽ bố trí đây bên đây này. Tôi mở lại cho các bạn xem nhá. Tôi sẽ nói qua một lần về cái phần móng này, bao gồm cả tầng hầm này luôn. Sau đó thì tôi sẽ đi vào bóc khối lượng. Tôi sẽ kéo xuống. Đây, cái vị trí hầm này, cái vị trí ram dốc này, người ta sẽ bố trí cái rãnh thoát nước này, rãnh thoát nước 1 này, rãnh thoát nước 2 này. Đấy, người ta có thể đặt cái tấm đan lên đây, người ta thường bố trí bằng các cái tấm đan rãnh thoát nước này. Đấy. Vậy thì như tấm đan này như thế nào này? Đây tôi cho các bạn xem nhá. Tôi vào phần mềm Google này, tôi viết này. Tấm đan thoát nước hầm này. Hình ảnh này. Đây, cái vị trí và những cái tấm đan thoát nước hầm thì thường người ta sẽ để như thế này này, bố trí như thế này này. Các bạn mà đi đến các cái hầm, các bạn để ý thì nó cũng sẽ có những cái tấm đan người ta bố trí như này, để khi mà mưa xuống này, mưa ấy, nó đi theo cái ram dốc nó xuống. Đây, ví dụ như ở đây, cái mưa này nó đi theo cái ram dốc này, nó đi trôi xuống dưới, thì người ta sẽ phải bố trí những cái vị trí này, vị trí cái tấm đan này để thoát nước nó đi. Đấy. Vậy thì trong cái máng thu nước này này, đây trong cái máng thu nước này, người ta sẽ phải đặt một cái ống chờ để đưa nước về cái hầm thu nước. Và ở cái hầm thu nước người ta sẽ có một cái, đó là cái máy bơm chìm tự động. Cái máy bơm chìm tự động này nó có một cái phao tự động để bơm nước lên, đấy, bơm cái nước thải đi. Được chưa? Sau khi chúng ta tìm hiểu qua rồi, vậy thì tôi sẽ bắt tay đi vào. Đầu tiên tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn bóc khối lượng của công tác đào móng trước. Đó, còn cái phần ram dốc và cái phần tấm đan, đấy là tôi nói qua cho các bạn trước. Rồi, bây giờ tôi sẽ đi vào nha, bóc khối lượng công tác đào móng. Các bạn mở lại cho tôi phần mềm lên. Trong bài học ngày hôm trước chúng ta đi xong công tác ép cọc. Tiếp tục, chúng ta sẽ đi vào công tác đào móng. Đào móng này. Đào móng ở đây thì tôi sẽ phải chia ra làm hai loại.